Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi đây. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Mỗi một video lại mang đến một kiến thức thú vị và bổ ích. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe đến chiến tranh tiền tệ chưa? Chắc hẳn mới nghe thì các bạn thấy rất lạ lẫm đúng không nào? Chúng ta mới nghe chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, rồi chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chứ làm gì có chiến tranh nào gọi là chiến tranh tiền tệ. Nó là chiến tranh quái gì không biết. Không lẽ người ta có quá nhiều tiền không tiêu hết nên đem tiền đi đập nhau, gây nên chiến tranh tiền tệ hay sao? Nhiều tiền sao không đem đây tôi tiêu bớt cho? Trời ơi trời, không phải vậy đâu nha. Tiền tệ quý giá như thế sao có thể đem đi làm chuyện lung tung như vậy được? Thế tóm lại chiến tranh tiền tệ là kiểu chiến tranh như thế nào? Để biết chiến tranh tiền tệ có nghĩa là gì, hay chiến tranh tiền tệ thực sự nổ ra khi nào, sao các bạn không cùng mình đi tìm hiểu ngay bây giờ? Let's go! Đầu tiên, chiến tranh tiền tệ trong tiếng Anh được gọi là currency war, là một cuộc xung đột kinh tế giữa các nước, trong đó các nền kinh tế tìm cách giảm giá tiền tệ của mình và như vậy làm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, làm thiệt thòi các nền kinh tế khác. Chà, nghe đến đoạn này thấy hơi mệt mệt rồi đó. Nhưng yên tâm, tôi sẽ lấy một ví dụ cực kỳ dễ hiểu để minh họa về định nghĩa chiến tranh tiền tệ cho các bạn ngay sau đây. Bây giờ, chúng ta có hai nhân vật, chẳng lấy đâu xa. Một là anh gọi là anh Trung và một anh gọi là anh Mỹ nhé. Bình thường, anh Trung và anh Mỹ thường xuyên trao đổi buôn bán với nhau. Nhưng vì anh Trung tiêu tiền nhân dân tệ, anh Mỹ tiêu tiền đô la, nên khi hai anh muốn trao đổi buôn bán, đương nhiên là phải đi đổi tiền ra rồi. Tuy nhiên, bẵng đi một đợt, nền kinh tế nhà anh Trung suy giảm, lúc này anh Trung quyết định tự hạ giá tiền tệ của mình. Khi ấy, chiến tranh tiền tệ sẽ thực sự nổ ra. Ok, tới đoạn hay rồi đây. Lúc này, do đã hạ giá tiền tệ xuống mức thấp nhất, nên anh Mỹ chỉ cần đem 1 đô la qua nhà anh Trung, sẽ lập tức đổi được đến 8 nhân dân tệ cơ đấy. Giống như việc bình thường 1 đô la mua được 1 chai mắm, thì giờ 1 đô la có thể mua được đến 8 chai luôn. Wow, rẻ dữ hồn vậy luôn á. Đồ rẻ vậy đương nhiên ai cũng thích rồi. Thế là mọi người bên Mỹ đổ xô đi qua nhà anh Trung để mua mắm. Nhờ vậy, sự sản xuất hàng hóa của bên anh Trung sẽ gia tăng để đáp ứng được cho nhu cầu người mua. Sản xuất gia tăng thì sao nhỉ? Đương nhiên là cần thêm nhân lực. Mà đã cần nhân lực thì phải tuyển dụng, tiện thể giải quyết luôn được vấn đề thất nghiệp. Đúng là một mũi tên bắn trúng mấy con chim luôn ấy chứ. Nghe có vẻ thông minh đấy, nhưng thực tế việc xảy ra chiến tranh tiền tệ không tốt chút nào. Bên anh Mỹ do thấy dân mình đi mua mắm quá nhiều, chắc do sợ nước biển chưa đủ mặn nên đã đưa ra một giải pháp ngăn chặn. Muốn buôn mắm thì nộp thêm tiền thuế hàng hóa vào đây, mỗi chai 2 tỷ không nói nhiều. Mọi người thấy mua có chai mắm 1 đô mà phải chịu thêm 2 tỷ tiền thuế. Thấy đắt quá nên thôi, chuyển qua ăn bột canh cũng được. Thực tế cho thấy chiến tranh tiền tệ tuy có thể kéo một nền kinh tế của một đất nước đi lên, nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài. Bởi lẽ nếu các nước hàng xóm cũng phản ứng bằng cách cũng giảm giá trị đồng tiền của mình thì việc giảm giá sẽ không còn có hiệu quả nữa. Một nước giảm giá thì vui, nhiều nước giảm giá thì chơi một mình. Một cuộc chiến tranh tiền tệ khi nổ ra sẽ làm cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hoang mang, mất niềm tin, làm thiệt hại cho thương mại quốc tế, làm nản chí các nhà đầu tư. Xét tới phạm vi rộng lớn hơn, nó có thể tạo ra sự suy thoái kinh tế, dẫn tới hệ lụy khủng hoảng kinh tế thế giới. Vậy có lẽ sau khi xem đến đây, các bạn chắc hẳn cũng đã hiểu được thế nào là chiến tranh tiền tệ là gì rồi đúng không? Khi có một nước hay nhiều nước cố gắng giảm giá tiền tệ, giảm giá hàng hóa để làm tăng khả năng buôn bán hàng hóa ra nước ngoài, thì chiến tranh tiền tệ sẽ nổ ra. Tất nhiên, đây là một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm và không nên áp dụng trong bất cứ trường hợp nào. Qua video này, mình tin rằng mọi người đã hiểu đầy đủ về bản chất chiến tranh tiền tệ. Tuy nó không phải là cuộc chiến tranh với vũ khí bom đạn, nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn tới sự thịnh suy của một hay nhiều quốc gia. Thời lượng của video đến đây là kết thúc.
Hy vọng sẽ được gặp lại ở các bạn trong những video lần sau. Nếu như các bạn có chủ đề nào muốn hỏi cũng như thắc mắc gì cần giải đáp thì nhớ để lại bình luận bên dưới video này nha. Tôi hứa sẽ xem hết tất cả bình luận của mọi người. Xin chào!